hình như là mà lẹm eo sợ nhỉ. Cái này thì dùng tốt mà bà, cái này kể cả nóng lạnh thì dùng tốt mà, nó có tính chất cân bằng, thải vừa thải độc tố cho mình mà nó lại có tính chất cân bằng âm dương cho người. Cái này đánh cả người đi đúng không? Vâng, đánh hết đi, xong con đánh trên lưng đấy. Ý là đánh cho người dẻo với trường gì mà mà này tụ đấy, cho nên lên khủng khiếp chứ. Nếu mà anh không được chứng kiến trực tiếp thì người ta nghĩ là đây là luyên đúng không? Ừ. Nó từ chân anh ra ấy chứ. Chụp lại cho các bà xem. Bà em biết bệnh nhân này. Cũng nhiều bà xem cái bệnh như thế này đấy. Đấy. Đâu chị? Em xì. Hay là những người này là bị bó cứng ở vùng eo. Không xoay được nhỉ? Không xoay được nhé. Đi khám rất là nhiều nơi nhưng bác sĩ bảo bác sĩ không tìm ra được bệnh. Ngày hôm qua chụp hàn khí, hôm nay chụp ngày thứ hai. Bằng càng cô bạc. Nha em nha, em mỏi lưng nhá, nhưng mà em lay dày dày bằng dụng cụ không được nhá, nhưng mà em đánh hàm khí ra thì lưng em lại nhẹ. Đấy. Em nhiều khi là cái đau của mình do khí huyết nó lưu thông kém mà. Nếu ung thư là thường giai đoạn cuối là phải tiêm Dorugan. Đây, giới thiệu mọi người nha, đây là càng khu bạc thải độc này. Hay chân chú này là do lạnh quá sâu luôn, lạnh rất là nhiều ngày. Đánh hôm nay là ngày thứ 10, thứ 13, 14 rồi vẫn cứ lên đen như này. Nhưng mà khi đánh xong thì chú nhẹ đi rất là nhiều. Trước đấy mình tác động bằng các cái dụng cụ diện trần vào các vùng phản chiếu thì nó chỉ đỡ một chút thôi, không bứt phá như cái lần thải độc này. Chân chú rất là đen. Chỉ dùng một chút cao nóng đánh lên là bắt đầu hàn khí thì chân chú ra rất là nhiều. Đấy, và đây là dụng cụ hướng dẫn mọi người cách hơ ngày cứu trên bệnh nhân nha. Những bệnh nhân mà có hiện tượng là ví dụ như là tràn dịch khớp gối thì dùng cái ngải cứu này hơ rất là tốt, bằng cách là mọi người đốt cái ngải cứu lên, sau đó hơ vào chân bệnh nhân. Những vùng nào mà bệnh nhân kêu nóng thì vùng đó đã nhấp vào 3 lần, cho nên nóng đúng không? Đấy, bệnh nhân sẽ có phản xạ giật lên. Đấy, thì mình sẽ hơ vào và hơ xung quanh đầu gối. Thì đối với bệnh mà có dịch khớp gối thì mình hơ ngải cứu rất là tốt luôn. Đấy, mọi người có thể mua ngải cứu này về nhà và tự hơ cho người nhà của mình. Đau đâu thì ta hơ đó. Kỹ thuật hơ là đau đâu hơ đó. Hơ cách mặt da từ 1 cho đến 1,5 cm. Đấy, nếu mà vị trí nào nó hút nóng là nó hút luôn. Đấy, hơ như này là không hút. Chỗ này hút đúng không ạ? Đấy, hút rất là nóng luôn. Những cái vùng nào không hút thì nó sẽ không hút. Đau đâu thì ta hơ đó. Đây là kỹ thuật hơ ngải cứu.